năm 18 tuổi nó đã bước ra đời. Quyết tâm bám đuổi bao nhiêu mơ ước xa vời. Nhiều lúc bị áp bức miệng không thốt ra lời. Nhẫn nhịn là tốt nhất, thời cơ tốt cũng đã tới. Cuối cùng nó cũng phất lên, kiếm được miếng cơm. Và nó muốn dùng tiền để mua cho mình chút tiếng thơm. Nhưng đời vốn công bằng, hãy có bay thì có trả. Thật là thật, giả là giả, Phật là Phật, ma là ma. Chị cần gì ạ? Chị cho em bông băng thuốc đỏ với lại một vị giám đâu ấy. Chị bị nặng như vậy, sao không đi bệnh viện đi? Thuốc của chị đây ạ. Trả tiền cho tao. Con nhỏ này, tao còn cái mạng tao nè, lấy không? Mày đừng có sợ chó. Mày lừa tao đúng không?
Mày làm ơn mày suy nghĩ giùm tao cái đi Thanh. Nếu như tao cầm tiền của mày rồi á, tao lết về đây làm chi? Để mà đánh tao te tua vậy hả? Nè, nhìn đi. Nè, má chưa tin hả? Khỏi. Tin chưa? Chứ còn cái sẹo bự lắm, tao tính vạch cho mày coi đó. Ngu quá con ơi. Đáng ra phải lấy tiền trước, còn mới cho chụp thuốc mê chứ. Má ngu quá. Ê, tao mới vô được đường dây mới, có kèo này thơm lắm. Thơm hả? Ừ. Mày hửi mình mày vậy? 500 chai đó Thanh, nửa tỷ đó. Mà lần này á, là tao lấy tiền trước, tao làm việc trực tiếp với khách luôn, không có qua cò cái gì hết. Chơi không? Tao hết thần rồi nha. Mày còn bạn thân gì đó? Buồn què. Tao nói gì thôi, làm hay không là do mày quyết định. Suy nghĩ đi. Con này hồi đó má nó đẻ trên cao tốc thì sao á, quay xe lẹ dữ. Ê, quỷ, quỷ gì mày đi đâu vậy? Đúng rồi. Cái gì? Sao mày nọ ai vậy? Kệ tao đi. Mà bộ mày sao vậy? Tới tháng thôi. Mà mày theo tao làm chi? Thì mày đau bụng, tao qua tao ngủ với mày. Thôi kệ tao đi. Thì tao kệ mày, mà tao thích tao đi. Kéo vô hồn các đảng đến phá trường gà của tao. Giờ cặp luôn. Không có anh. Ờ, em... em với nó làm ăn với nhau. Làm ăn. Cỡ mày mà làm ăn luôn hả? Kể nghe chơi. Làm kem đánh răng. Kem đánh răng? Đéo tin. Mày sai không? Tao gửi cho mấy tiếp. Tao thấy cái miệng mày hơi thúi đó thằng chó. Hỏi tới mày chưa? Thiệt mà anh. Trời ơi, nó dữ lắm á. Anh không tin anh đợi anh coi. Nói cho mày. Từ từ đi. Dân làm ăn chứ không phải bạn bè mày đâu. Kêu là có. Tới chưa? Chưa tao tới lắm rồi á. Má từ từ. Ê! Gì nữa? Đi đâu à?
tới rồi kìa. Nhỏ này đi thôi. Đừng có xuống xe, mở cửa kính thôi, ở đây nguy hiểm lắm. Sau này mà có ví dụ gì á, đừng có quên anh nha. Chứ anh cũng thích kèm đánh răng lắm. Ê cô Hồng, rảnh ra trường gà tao phá chơi. Ê bà dữ trời. Chó. Ghế gì? Mẹ. Đã. Thế. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một người bác. Ê, tiền trao rồi nghe mày, coi múc cháo cho đàng hoàng đó. Tao biết rồi. Mà mua nội tàng giàu dữ vậy hả mày? Thì mày coi như là người ta bệnh, ta cần thận gấp vậy thôi. Ê, người giàu cũng bệnh á. Không á, người giàu không những bệnh mà còn biết già, biết xấu, biết đau, biết ốm, biết chết nữa. Mỗi tàu lao không à. Mày lo mày hối hối con bạn giùm tao một cái. Bà thần không có kiểm tra gì hết, cứ ghép vậy thôi. Thì kiểu là khứa này có tiền, với lại bệnh sắp chết rồi, mua sỉ không à. Thận tính bằng ký chứ đâu có tính bằng trái. Cứ mua về vậy đó, hên hên hợp với ai thì xài, không coi như xui. Thần mà mua sỉ á mày. Ừ. Ê, mà mày còn quen đứa nào không? Dụ nó bán luôn. Ê tao còn. Má ai vậy? Mày á, mày bán thận mày đi. Má nói nghe thốn ngang vậy. Xin lỗi nha, tại thằng này có bệnh trong người thôi. Chứ tao mà không có bệnh hả, tao tiễn nó lâu rồi. Mày nghĩ coi, khơi khơi có mấy trăm triệu xài, má không sướng không? Lẹ lẹ nha.
tiền trao rồi đó. Đã. Thơm ta. Mà thơm thì sao chay á mày ơi. Thì sao? Im tao ăn con nhỏ này. Chay càng ngon chứ sao. Để im tao ăn mày. Xin mời. Ngon mày. Lâu lắm rồi mày không nói tao ăn luôn á. Sao mà ăn đi. Có gì đâu. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ê, bị gì vậy? Gì đâu? Mà hôm nay trông mày có vẻ tươi hơn rồi đó. Chắc tại tao trang điểm á. Ghê vậy? Mới trang điểm luôn hả? Ê, vậy tí trang điểm cho tao đi. Xong tao mới chụp hình chung. Lâu lắm mà không có tấm nào chụp chung hết trơn. Nha. Ăn xong đi tao làm cho. Mày muốn làm thiệt không? Mày sao mặt dầm dầm vậy má? Ăn đi má. Cười anh coi. Đói bụng quá. Mày còn đau không? Còn. Không biết sao mỗi lúc thừa cả tháng vẫn còn đau. Lâu lâu nó nhói lên muốn chết luôn á má. Chắc cơ địa mày yếu. Thấy còn trái á. Mày muốn uống hả? Vậy uống với tao đi. Không, không uống, không uống chung. Vô lấy cho coi làm tao đi. Tao nhớ như nhà còn trái á. Hết rồi, nãy chết. Tao mới thấy còn trái mà, vô nhanh đi. Nhỏ này. Đẹ mày. Cầm giùm đi. Đau bụng bắt đi hoài.
gặp mẹ. Chị ba, tiền trao cháu mút gặp lắm mẹ gì nữa. Chả ai biết đâu, mà mày rảnh thì mày cứ đi đại đi, biết đâu có kèo thơm á. Tao hết bàn rồi nha. Thôi chốt vậy đi nè. Ê, tao bắn thần. Tao không bắn thân nha mày. Má còn dược hả má? Thân mày cho tao cũng lấy nữa. Về đi. Dạ thưa ba. Ừ. À, đây, cái đó cho. À, đây là Thanh này hả con? Ờ. Chỗ này là của con. Lại đây. Dạ. À. Vậy là chú đã được gặp con rồi. Chú mừng lắm. Chú là Xuân Lộc, là người được con cứu đó. Dạ chú. Vết mổ của con sao rồi con? Còn đau không? Dạ con. Ngày nào con cũng phải uống thuốc hết. Cho chú xin lỗi. Dạ không sao chú ơi, chú cũng bị đau mà. Ăn đi con. Ăn đi. Dạ. Dạ. Thanh nè. Dạ. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con làm nghề gì? Rồi nhà cửa làm sao? Con ở đâu? Rồi ba mẹ nữa hả? Dạ ba mẹ con mất hết rồi ạ. Chú sao vậy chú? Không. Không sao. Là tại vì như vậy, trước đây chú có một người thân, có cái một số cái thói quen nó ngộ ngộ lạ lạ giống y như cháu bây giờ, thích ăn mặc như vậy nè đó, rồi tóc tai cũng cột rồi giống như con vậy đó, cả cái cách cột cái tóc giống lắm, nhất là hai cái tay. Khi mà mỗi khi mà bị bối rối cái gì đó vậy đó, cứ xoa xoa mấy cái đầu ngón tay vậy giống lắm. Dạ nếu mà con giống người này như vậy á, hay hôm nay chú có nghĩ con là người này được không chú? Ôi trời ơi, không, chú không dám đâu. Chú đã chịu ơn con một lần về rồi là thôi đó, chú không có dám phiền con giúp thêm chú cái gì nữa. Con cũng nhận tiền của chú mà. Nhưng mà không phải lúc nào tiền cũng có thể mua được mọi thứ trên đời đâu con. Như chú đây, chú đã từng dùng tiền chú mua rất nhiều người. À không, chú tìm nhiều người để người ta giúp chú đó. Nhưng mà không có ai tương thích với mình hết. Cho tới khi gặp con tương thích được với chú. Trời ơi, chú thấy như là giống như là chú cháu mình có cái hữu duyên với nhau. Cho nên bây giờ mà con ngồi để con nói chuyện với chú á, chú thấy mình nó có cái gì đó thâm tình với nhau. Như chú cháu mình có cái mối thân tình với nhau như người trong nhà vậy đó. Con nói thiệt là lúc này con mới bước vô đây, nhìn chú á, con cũng nhớ ba con lắm. Vậy hả? Chú nói cái điều này nó có hơi đường đột, cho nên nếu con không có thích, bỏ qua cho chú. Nếu như con đồng ý, cho phép chú được nhận con làm con nuôi, nghe. Dạ thôi chú ơi, hoàn cảnh con phức tạp lắm. Ba mẹ con mất năm con học lớp 12, là con nghỉ ngang luôn á chú. Con không có bằng cấp gì hết. Tới tuần này tuổi rồi mà cứ lay lắc gì đó chú ơi. Vậy bây giờ chú hỏi con cái này. Theo con, cái điều gì đối với người ta là quý giá nhất ở trên đời này? Hạnh phúc hả chú?
nghe cũng có lý. Nhưng mà để cho người ta có thể tận hưởng cái hạnh phúc một cách trọn vẹn, người ta cần phải có thời gian. Đối với chú, điều quý giá nhất là thời gian. Con thấy đó, chú đã dùng tiền để chú mua trái thận. Điều đó có nghĩa là chú muốn mua thêm thời gian cho chú. Cho nên chú muốn nói là tuổi trẻ như con ấy, không có nên sống lãng phí thời gian một cách vô ích. Ý của ba tôi á là muốn giúp cô theo đuổi cuộc sống. Để ba nói, vấn đề là Thanh. Thanh có muốn hay không? Thanh có thật sự muốn thay đổi hay không? Nhà con chưa biết nữa. Vậy thôi, cứ suy nghĩ đi con. Thôi ăn đi, ăn đi. Chú làm mất thời giờ quá. Ăn đi, ăn đi. Để thức ăn nguội hết. Dạ. Dạ. Hồn chưa bà già. Mới đâu về vậy? Đi công chuyện. Ghê vậy? Mày mà cũng có công chuyện để đi nữa hả? Thì rảnh rỗi thì kiếm chuyện làm. Chứ chết đói mày nuôi tao hả? Ê, tính ra là tao kêu mày qua ở chung với tao miết, mày không chịu qua nha. Dạ thôi, cảm ơn. Tao mắc nợ đời rồi, không muốn mắc nợ thêm mày. Mở cái miệng ra là tiền bạc nợ nần miết à. Mày biết luật hấp dẫn không? Mày mà nghĩ tới cái gì nhiều á là mày sẽ thu hút cái đó. Mày sẽ nghèo hoài với con. Người ta phải bỏ cái xóm này đi rồi. Chứ có gì mà suốt ngày nghe người ta đòi nợ, thu nợ, mà đánh lộn, chửi lộn, gái gú tùm lum hết. Bỏ cái xóm này đi đâu má? Tới cái nhà này người ta còn cho mày đang ở ké đó. Đi chỗ khác rồi mày ở đâu? Tiền bạc thì không có, người thân cũng không. Đã vậy còn thất học, thất nghiệp nữa. Còn ở đây là thất bại á. Thất bại cả đời. Vậy chứ chị Thanh muốn đi đâu? Em theo chị. Giờ hả? Đi ngủ. Mày về. Chuyện tương lai mai tính. Ngủ chung không? Mê tao là gì má? Mê cái đầu mày á. Ê mày, mà hôm bữa mày đưa tao vô bệnh viện á, bác sĩ nói tao mổ ruột thừa phải không mày? Mổ ruột thừa sao mà tao thấy tao càng ngày càng yếu đi á mày? Thì người ta nói sao tao nói lại mày y chang vậy, ai biết đâu trời. Mày uống thêm thuốc bổ rồi đi. Mai tao mua cho. Tiện mua giùm tao đồ trang điểm nha. Ham lắm. Cảm ơn nhiều nha.
Mày biết trên đời này có gì là quý giá nhất không? Không phải tiền bạc, không phải thành công, cũng chưa chắc là hạnh phúc nữa. Thời gian mới là quý giá nhất. Vì không có thời gian, mày sẽ không cảm nhận được hạnh phúc, không hưởng được thành công, cũng không xài được tiền. Mày phải dành thời gian để sống cho bản thân mày, Sương à. Đừng quá tốt với ai, nhất là đừng phí phạm tâm sức cho một đứa bạn tồi như tao nữa. Tạm biệt mày. Thì cuộc đời chẳng ai cho, càng bước càng đưa đôi chân em.